chắc chắn là bên thôn sẽ phản ánh lên xã và bắt bịch, và người ta sẽ bắt mình là sửa lại đường, đúng không bác? Cảm giác như xếp lên thì ít anh nhỉ? Đổ xuống là nhiều hơn. Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, xin tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, thời gian vừa rồi thì các bác theo dõi trên những cái thức phim mà cháu Lực chia sẻ lên, thì là hiện tại vật liệu của nhà hai ông cháu thì đang hết ở cái phần gạch này các bác này. Và hôm nay thì cháu Lực là ra bên này để mà mua gạch, thì tiện thể là ghi hình một cái thước phim. Và trong lúc mà đi lấy gạch là bao nhiêu các bác nhé, hôm nay thì cháu Lực là lấy thêm cái gạch đỏ này các bác này, là 1.000, là 500 viên các bác ạ. Ông ra đây lâu chưa ông? Ông ra đây lâu chưa? Dạ. Gần mấy tiếng rồi ông? Ồ, thế là toát hết cả mồ hôi rồi ông nhỉ? Rồi. Ông chào các bác câu nào? Chào các em các chị nhá. Rồi. Hôm nay thì có thêm cả chú Toán, với lại thêm là cả anh Phòng nữa các bác ạ. Còn cái phần này thì là mấy anh em thợ hộ ông cháu rồi các bác ạ. Chú Toán với anh Phòng thì ra đây lâu rồi chú Toán? Chỗ này được bao nhiêu viên rồi anh Phòng? Được 700 thôi á. Thế là còn khá là lâu nhỉ. Đấy, hiện tại thì đang xếp gạch như này thì có vẻ như là sẽ khá là ổn đúng không bác? Không biết là hôm nay là không thấy thanh niên nó mong mong nào ở đây ấy. Chắc không phê được rồi. Đấy, phải nói là gạch như này bây giờ vận chuyển đi vào thì cũng lại là cực kỳ là khó đúng không bác? Thời điểm hiện tại thì là mưa rất là nhiều. Đấy, bây giờ thì sẽ trở ra đến cái chỗ mà lúc mà cháu Lực là tập kết vật liệu kia, xong là đổ xuống, xong thì mới lại tiếp tục là xếp vào bao, xong là đổ xe máy đi vào. Từ đây ra kia là đến tầm độ 2 cây không anh? Từ đây ra đến cái chỗ mà đổ gạch kia thì đến 2-3 cây không? Đổ á? Vâng. Thế từ đây đến đấy thì cước công bao tiền anh? Móc rồi. Dạ. Để nó còn móc rồi. Chở hộ anh em thôi mà. Dạ. Lấy tiền để chở hộ anh em. Chở hộ rồi á? Thật đúng đấy. Có vẻ bạn anh Phòng thì sao anh nhở? Có phải bạn đánh phòng thì sao nhỉ? Đây thì chip luôn các bác ạ. Từ đây ra kia thì cước xe là 300.000. 1 triệu tiền cước. Ồ. Hơn đấy. Xe máy chịu lấy 800 chứ chả. Tôi về chửi lấy nó. Đây thì vừa rồi thì các anh là còn nói chơi các bác ạ, là từ đây ra đến cái chỗ mà đổ vật liệu kia là sẽ đấy là 300.000 tiền cước. Còn là tiền gạch này thì là chưa có giả. Phải nói là mấy anh em thợ của bác ạ, thiếu gạch ấy, thì nếu mà ở đây thì là các anh chỉ biết là gạch là tập kết ở cái chỗ kia thôi ấy, chứ còn không có biết là từ đây tự ra bóc gạch là ra bên kia nữa. Còn ở đây thì hôm nay là các anh là ra tận đây thì mà bóc gạch. Cái thời gian vừa rồi thì cũng được sự là yêu quý của các bác dành tặng tới cho hai ông cháu, thì đến cái điểm này, đến cái thời điểm hiện tại thì hai ông cháu cũng gần xong là ngôi nhà rồi. Hiện tại thì bây giờ là cần
còn mỗi cái phần thu hồi thôi bác, còn ba cái thu hồi thôi. Gạch này thì cho lực là lấy vào để mà dư ra, thì có thể là sau này là nếu mà dư ra thì có thể để cho hai ông cháu để xây thêm là cái công trình phụ. Bóc từng viên gạch thì cũng có vẻ là vất vả đấy ông nhỉ. Nhưng mà gạch này là bóc cho ông thì cũng không sao ông nhỉ. Vậy là một hàng là sẽ bao nhiêu viên hả chú Toán? Nhân lên nào? Dạ. 33 nhân 4. 33 nhân 4 là bao nhiêu? Đây là xếp từng viên ra này để một tí nữa đếm nó dễ dàng hơn một chút cô bác. Này xếp đây hàng không xếp vào? Xếp vào. Gạch này thì có vẻ là bé hơn gạch bên kia sao ấy. À, cái hôm nọ là ướt hơn nhỉ? Đã. Một hàng nào. 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21 này, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. 33 viên. 34 12 34 12 mỗi một hàng của nó là 132. 132 viên một hàng ấy. Đúng không? Em tính toán chậm lắm cho nên là một tí em phải dùng máy tính tính lại thêm một lần nữa. Ô hôm nay cái ông kia không ra đếm gạch cả nhỉ? Hả? Cái ông kia không ra đếm gạch cả nhỉ? Cái ông mà mua ở đây này. Ông không ra đếm à? Ông bán đi. Ông bán này. Không biết là của ông nào. Thế để một tí cho ông hỏi cho cháu điện. Dạ. Không phải của sen đâu. Của ông nào ấy? Cháu không biết đâu mà. Cháu hỏi bảo là đây có bán không thì ông bảo là bán, thì cháu bảo là các chú ra đây bóc lên xe xong là đếm là lấy 1.500. Để một tí nó điện thôi. Biết đâu nào này, nếu mà cái sửa này cũng sen mà. Vâng. Để bây giờ cháu điện xem nào. Để xếp 5 bài. Vậy là hôm nay nếu mà không có hai không có chú với lại là anh Phong ra giúp thì một mình ông xếp chắc là một ngày ấy nhỉ. Để bảo ông sắp khô đấy. Hôm nay là chú cũng nhà chú giữ nhà thì không có chú bóp không sao đâu. Vâng. Đáng nghe ra là định là đợi là cho nắng hẳn đâu bác ạ. Rồi thì là mấy bóp đấy, nhưng mà mấy anh em thợ cũng bảo là bây giờ tranh thủ là trời tạnh lúc nào thì là lấy lúc đấy thôi. Không làm lâu quá các bác, và làm tiến độ làm nhà chậm quá. Ôi, bắn một bay máu này. Đấy, thời tiết như này thì gọi là nếu mà không sắp xếp công việc ấy để mà làm sao cho nó nhanh nhất có thể đấy cô bác, thì cứ đợi trời nắng rồi làm thì chắc chắn là lên trên các bác sẽ nói rằng là tiến độ làm nhà của hai ông cháu chậm quá. Đây, viên núi nhá. Mọi hôm ở đây có nhiều thanh niên ra đây xem điện thoại lắm. Thanh mấy mấy thanh niên cho choi ở trên này ấy. Có ngày cho đi hết à? Đi à? Không biết được. Nay ra đây là không thấy ông nào, không thấy thanh niên nào ở chơi ở đây. Hôm nay là đấy là anh Phòng với lại là anh Toán là khác ngồi xem máy ra à? Trộm với chú. giờ mà anh lái xe phụ được xếp gạch tí thì vui nhỉ anh nhỉ? Anh em mình tí thêm lon nước hả? À? Hôm nay em còn đi nợ áo mưa nhà anh một cái sao ấy? Thì không đi đâu ấy? Trên xá này cho anh đếm à? Có phải không? 32 mà. 33. Ê, ông đếm nhầm ấy đúng không em? Hả? Ông đếm nhầm ấy. 33 mà.
nào. Em vừa đếm là ba mà. Ừ. Nhà bên này là 32 thôi. Tao cứ chưa lên trên nó xếp được. Làm chứ sao xe nó rộng được sao. Còn cái kia này nó bị giống để cho ừ. Đây luôn. 33, 32. Ba mấy? Hả? À, ông đếm lại xem nào. Thế em đếm hàng này nó 33 mà hàng này. Được. Hàng này một viên ở đây này. Nó mới đúng. Đấy, thì nó 33. Hàng này chắc là một viên ở đây này. À đây 4 viên. Đấy. 3 viên. Nó bị kẹt nó bị đúng nữa. Không, người ta phải tính hàng dưới hàng trên nó đôi khi thùng nó hay ấy hay mở ra ngoài. Ông đếm lại đi. Tất cả con này chỉ là được 32 thôi, đang trừ ở trên nó cũng 4 cái. Đấy, sau một cái thời gian bóc thì hiện tại là gần đủ rồi các bác ạ. Ở đây thì bây giờ có thiếu bao nhiêu viên nữa hả chú Toán? Hả? Thiếu bao nhiêu viên nữa? 36 viên. Thế là xe của anh thì cũng gần bằng, cũng gần, 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 hơn một xe đấy nhở? À gần xe đấy nhở? Chưa, nửa xe thôi. Nửa? Nhưng mà nếu mà đến đây là thành thùng này. Đấy, cái này mà. Đây là thành kia là anh cơi lên sao ấy? Hôm nay Mạnh đi đâu rồi không? Mày ở nhà à? Các bạn ấy biết là ông lên xá thì chắc là Mạnh cũng lên đây ấy nhở? À, anh Phòng thì có vẻ giận hay sao ấy? Tự dưng làm hăng đấy. Ở đây thì là gọi là trêu nhau một chút thôi các bác. Đấy, nếu như mà các anh không quý thì các anh không giúp thì ở đây là sẽ là ông với lại là cháu Lực là tự bóc thôi. Đấy, nhưng mà ở đây thì à, các chú là ra giúp đỡ. Chú là anh Phòng là ra giúp đỡ để mà bóc gạch lên. Rồi bây giờ nếu mà thuê người bóc như này thì ít nhất là chỗ này người ta lấy ít nhất phải được tầm độ là thêm là 200.000 tiền công nữa. Đủ chưa ông? Đủ thôi à? Đủ, không đếm nữa. À, ông không đếm à? Chú Toán với anh Phòng đếm à? Này thì điều là hôm nay có đi xuống được được không anh? Cái này được mấy hàng nhỉ? 4 hàng mà. Cái này bảo 144 viên mà. Cái này? Ờ. Cái này lên 4 hàng á? Ờ. Ờ, cái đấy 4 hàng mà. Đây là đếm ở bên này là biết rồi anh. 3 hàng, bên kia 4 hàng là đúng rồi. Đâu? 8 hàng. Mỗi hàng 18 viên. Đúng rồi, lên cao 8 hàng ấy. Mỗi hàng 18 viên. 19 viên. 18 viên. 19 viên. Sẽ đưa cho ăn nóng cả. Rồi bây giờ thì đến khâu quan trọng rồi các bác. Khâu đếm lại thêm một lần nữa để mà đi vào và giá tiền.
Bóc được 1 tiếng không? Bóc được 1 tiếng không? Được hơn 1 tiếng à? Đấy, 3 người bóc là 1.500 là được hơn 1 tiếng không bác? Bỏ cái kia ra. Hất cái xuống. Thế là có nhiều lấy nhiều cũng được mà. Tôi phải bóc xuống. Đúng rồi. Cứ lên xe là bao nhiêu thì lấy bao nhiêu, cái bây giờ kể cả hơn. Mình bảo lấy 1.000 thì nó lên xe nó đếm từng độ 1.600 thì vẫn lấy 1.600. 8 viên mà. Hơn 8 viên à? Mà tất cả là bao nhiêu? Còn... Đây trẻ con nó mang đi chơi nó còn mang đi. Đúng không? Tắt hạ. À, nói trêu một chút thôi các bác. Đấy, nhưng mà trong cái quá trình mà mua bán ấy, thì khi mà mình lấy 1.500 chuẩn thì mình phải lấy là 1.500 chuẩn. Còn nếu mà mình lấy thêm thì mình sẽ phải là thêm tiền. Thế thưa các bác, hôm nay thì là lấy gạch kẻ ít ấy, cho nên là không có lấy xe to đi vào nữa. Về cái thời gian này thì là nếu mà để mà xe to đi vào được trong đi vào đường như này thì phải nói là cực kỳ là nguy hiểm các bác ạ. Hai hôm nay thì rất là biết ơn tới tấm lòng của hai anh em thợ các bác ạ. Đợt mà cháu Lực nhận với lại là mấy anh em thợ là chỉ có chuyển từ cái chỗ mà tập kết vật liệu ở dưới này này các bác này là đến chỗ nhà hàng ông cháu thôi, chứ không phải là thiếu gạch là tự lên trên bóc gạch nữa. Ấy ở đây thì mấy anh em thợ cũng sốt sắng về cái vấn đề làm nhà hai ông cháu, cho nên là mấy anh em thợ là tự lên trên để mà bóc về, vì là cái phần kinh phí của nhà hai ông cháu thì khá là hẹp hòi các bác ạ. Cái cháu Lực dự định là cái ngôi nhà của hai ông cháu thì sẽ 190 triệu, nhưng mà cháu Lực rất là mong sẽ nhận được thêm những cái sự hỗ trợ của các bác, vì là có thêm là rất là nhiều khoản là phát sinh thêm. Nếu mà ở đây mà có các bác này, cô chú anh chị nào mà làm nhà thì các bác cũng biết được rằng là sau khi làm nhà ấy, thì có thêm rất là nhiều cái phát sinh. Phát sinh ở đây là thêm bạt này, với lại là thêm là cái tiền cước như xe này chẳng hạn, và mua một chút là nước nôi. Không biết là xe nhỏ nhỏ này có vào được tận dưới nhà của anh Phong không. Nếu mà vào được thì tốt quá, chứ ở đây thì khá là xa các bác. Đấy, hôm nọ thì xe lớn này, đi có một vòng thôi mà cái đường hỏng hết rồi các bác này. Ở đây thì nếu mà như không phải là đi làm cái công việc mà từ thiện như này thì chắc chắn là bên thôn sẽ phản ánh lên xã. Đấy. Và bắt bịch, và người ta sẽ bắt buộc mình là sửa lại đường, đúng không bác? Trước khi đi làm nhà hai ông cháu thì cháu Lực cũng đã thông qua xã rồi, và cũng nói rằng là cái đường này thì có vẻ nhìn là khá là yếu, cho nên là nếu như có đường chỗ nào bị hỏng hóc một chút nào thì rất là mong bên xã sẽ thông cảm. Đi lùi đít rồi đẹp ạ. Hãy lùi đít rồi đúng không ạ? Hãy lùi đít rồi đúng không ạ? Đấy, đang bảo là cho anh nhận lái xe là đi vào bên kia thì có vào được không? Này, lùi, cái này lùi đi được không anh? Nếu mà tiến đi bên kia thì vẫn quay đầu được. Nó có đi bao giờ không? Trước người ta vẫn chở quỷ vào đấy mà. Ông và cháu cầm nước một tí này. Cột điện của nhà ông thì có điện đi xuống đấy chưa? Chưa, cháu chưa. Mất cái gì? Ông chưa đi thả à? Chưa đi thả đâu. Thế nên hàng cháu mình ra bên này xem nào. Đây, hai ông cháu mình vào đây xem điện xem nào. Thế hôm qua là chắc là bị như thế nào lại ngắt lại một chút cô bác? Cái ổ, cái phiếu, cái của nhà ông thì người ta ghi tên luôn nhỉ?
Nó ghi tên cái để cho sự thấp hơn. Thấp hơn à? Ừ. Đường này đi đường á. Vâng, thế để hai ông cháu mình xuống xem nào. Xem là bật cái lại áp tô mát một chút. À, bật nếu mà nó không sáng thì mình còn biết là lại đi xuống cái bảo với lại bên điện lực kia không? Vâng. À, hôm nay là ông chọn đi ủng rồi à? Đi ủng có bò. Xem nào. Cái bên nào này. Người ta ghi tên đúng không nhỉ? Biết ghi tên không? Bò. Ông phải treo lên mở hay mà ông? À cái dưới này này ông. Ông treo lên ông bật cái áp tơ mắt lên. Cái này là chủ toán nhỉ? Hả? À, cái dưới này, ông mở cái tủ bên dưới cơ mà. Ui, cũng chưa để cho dùng. Ừ. Nó cũng chưa hết lụ. Vừa rồi thì cũng ông lại mở thêm là cái automat là điện lên đâu quá. Cái này thì còn trống một cửa nữa sao chủ toán ạ? Còn một cửa. Không, nếu mà còn một cửa không chưa ai lắp ấy. Nói anh Phong định bảo là chuyển là... Vâng, nhưng mà hôm nọ anh Phong định là chuyển lên trên này lắp một cửa nữa. Xong là người ta bảo là bận, thế nên là không ấy được. Bận nó bảo cho làm đơn. À, bên này có một tủ nữa nhở? Vâng. Cái tủ bên dưới nó vừa mới về thay là lấy cái hòm 4 cửa, về thay cái loại hòm 2 cửa đi. Vâng, đúng rồi. Cái đường này có đi vào được không hả? Chú Toán? Chưa biết được. Chứ họ vẫn đi á. Xe bé này thì chắc là vào được nhỉ, nếu mà tầm xe công nông thì vào thoải mái nhỉ. Con này cứ chặt công nông. Đấy, ở đây thì là hôm nọ là cùng với lại là mấy anh em chở vật liệu đấy cô bác. Thì đổ là nhận chở từ đây dưới này là đi xuống dưới kia thôi. Đấy, nhưng mà hôm nay thì mấy anh em là ra tận bên kia để mà đó gì. Lắp tời ra đi đường chứ. Được. Cái này đi thoải mái. Đường này có lô có sạt muốn bao giờ. Cái này đất dễ của nó. Trong làng thì bây giờ là có cái loại xe này rất là nhiều các bác ạ. Tại đường nó bé, nó bé đi vào. Nó bé nó vào dễ dàng hơn. Xe này cũng khỏe đấy nhở. Đâu nó chui vào trên này xong rồi tiến lên đây. Bên kia nó muốn sâu lắm. Ừ. Trước cho vào đây xong rồi cái đầu nó đi lên kia xong rồi quay đít vào đây. Bên kia nó muốn sâu lắm. Trước
Vậy thời tiết thì có vẻ như là bây giờ lại chuẩn bị là sắp mưa rồi bác này. Cả mây đen là kéo đến rồi, hôm nay thì có vẻ như là mấy anh em thợ là sẽ không có chở được nữa. Đây, đường trơn trượt quá, thành ra là mưa trong nhiều ngày ấy, nó bị bam. Phải công nhận là một máy các bác tài ở trên là một cao thì lái xe là rất là đỉnh của bác ạ. Đây này anh. Này có cái ben lên không đây? Có ngay diệt đường này không? Tận đây này anh. Tận đây này. Cảm giác như xếp lên thì ít ít anh nhỉ? Đổ xuống là nhiều hơn. Nhưng mà ô tô về đổ đến đây thì nhìn cũng thế thôi. Nhưng mà lúc mình chở đi xuống dưới không biết là bao giờ mới đến là... Nhưng mà khó nói đâu, vâng. Có một sự... Nhưng mà quả ngóng. Vâng. Cái gạch này là nhìn trong nó kiểu như là nó... ấy hơn cái gạch kia nhỉ? Gạch kia thì để lâu quá. Không, cái gạch kia nó... cái khuôn của nó cũng khác. Cái này nhìn như kiểu là nó... không trơn máy. Vâng. Cái gạch hôm nào lấy về nhìn ở trên này nó thấy chân trơn. Vâng. Ở đây thì là hôm nay là cái kiểu nó nung chắc hơn. Cái tiền công mà của anh lái xe là anh ấy chở từ bên xá vào quá là ra phía bên này này là anh ấy lấy hết là 300.000. Thế còn ở đây thì là hôm nay là chú Toán với lại là anh Phòng thì là gọi như là giúp đỡ cho hai ông cháu đâu bác. Đây, phải nói là hai anh thì cũng rất là sốt sắng trong cái công việc làm nhà này. Hay sợ rằng là chậm cái tiến độ ấy, thì các bác khán giả trên kênh thì sẽ nói một hai câu thì cũng phải nói là khi mà nghe được thì cũng kiểu không thích cô bác. Này hôm nay nếu mà để mà ra kia bóc gạch là chắc ít nhất phải tầm độ 200.000 tiền công đấy nhỉ chú nhờ. Này nếu mà bây giờ chở đi xuống dưới thì phải hôm nào nắng thì mới chở được chứ chú Toán. Mà bây giờ chẳng nắng lúc nắng hôm nào thì chở từ lúc đấy. Nếu mà không lấy về trước thì đến lúc trời nắng thì gọi xe mới chưa về được thì mình lại đợi nó là trời mưa. Bây giờ mình lấy về sợ về trước thì nó nắng lúc nào thì mình sửa đường về chợ nó dễ hơn. Vâng. Đây nhà có cái này có xe máy đi qua qua. Ở chỗ này nhỉ? Ông ra nhặt cái gạch này đổ ở bên này một tí không? Để tí xe máy nhà dưới nó còn đi vào được chứ không là tí nó chửi đấy. Em mong rằng là thời tiết ngày mai là sẽ nắng của bác ạ. Đấy, như hôm nay thì hiện tại là đang mưa phùn là một chút rồi để cho mấy anh em thợ là vận chuyển gạch này đi xuống dưới để mà kịp cái tiến độ mà làm nhà. Đường này phải nắng tầm 2 ngày, ngày thứ 2 mới chở được. Thứ 2 mới chở được á? Nhưng mà cái mùa này thì nếu mà để mà nắng 2 ngày thì khó lắm. Vâng. Nếu mà nó tạnh hôm nay nó không mưa, đến mai nó nắng phát thì vẫn đi được. Hôm nay mà dùng trâu kéo được không nhỉ? Trâu kéo á? Vâng. Trâu mình có tập kéo đâu. Tí nên nó chạy nó có sao hố bỏ. Ngày xưa mình mà không dùng cái cây thì trâu nó tược đầu tư một con trâu thì kéo đi thế này cái máy cây chắc không dám xuống rồi nhở? Đâu nặng đi mô tô bay á. Mô tô bay à, vì nó cua nó cũng cua nhiều quá, xe máy thì còn chở khó còn dùng máy cây nữa thì
Ngày kia là tối nay là anh Phòng ở gần đây thì chắc là tiện tiện là thỉnh thoảng là ra đây ngó rồi anh nhá. Bây giờ lại công việc mới của anh lại có ngày đây lại tới lại về trông à? Tới lại thỉnh thoảng tắt điện là ngồi cái góc xe kia một chút, lâu lâu một tiếng hai tiếng cho muối miếc nó hút một tí chất đó. Đây để một tí nữa lấy bạt lên che sâu. Alo. Vâng. Vâng. Thứ hai là nó thấy che kín người ta nó thấy nó cầm đi. Vâng. Người nó thích làm cái gì một tí nó cứ nhàn nhạt đi. Vâng. Thiếu. Nó không lấy nhiều. Alo. Mấy, một hai chục viên. Vâng. Trên tập bộ người thái rồi. Ấy ông à, nếu mà một tí nữa là chịu khó là lấy bạt lên trên này một tí ông nhá. Mà che. Cái gạch này thì còn là nó không bị ướt đấy cô bác, thì cầm đâu đó là hơn này là gạch này là hơn một cân đấy chú nhở? Chưa cân bao giờ. Á? Còn cái gạch mi gạch lúa thì là nó ướt là cân. Vâng. Vâng. Cân 2 cân 3. Cái biển này là người ta để làm gì đấy nhỉ? Cấm đổ gạch hay là làm gì đấy chú? Dự án luôn đi. Này dự án này. À. Ôi. Hôm qua vừa về cặp. Cái gì đây? Tổng vốn đầu tư. Ui giời. Nhưng mà này là bên nhà nước người ta là cấp tiền cho à? Ừ, cái này nó cấp điện cho ấy. Đây là bao nhiêu hộ chú? Cái này chú, cái ngôi này chú cũng không rõ mấy, chắc tầm khoảng hơn chục hộ. Chục hộ á? Cái chục hộ là số tiền thế này á? Chắc thế, chắc cả xã rồi. Hồi này chắc là cả xã rồi số tiền này. À đúng rồi, cả xã rồi, cả xã là bởi vì là nó mỗi thôn nó trong một biển, một một bản thôn mà về. Nhà, bản này. Nhà ông có được không ông? Không. Cái này cũng nuôi được đâu, hồ nuôi chết hết rồi. Chứ không lấy bây giờ nó có dám ai dám lấy được. Không đồng chí không được. Chú Vinh ở trên này ba con khoảng 7, 8, 90 cân chết hết rồi. Chả còn con nào nữa, bây giờ hết hạn rồi vẫn phải trả tiền cho nhà nước đây. Chắc là một chắc là có khi là mình chân không đúng cách nhỉ. Một là chắc nó không ấy, nó không để ý. Bên trên nhà ở trên này trước Dương Phú Ý trên về xe này. Ấy sao là tên này giống tên của ông phết đây đây. Thèn Khái Sò. Khái Sò thì chẳng hết. À. Ông ở chứ thế này ông có đọc được hết không ông? Ông. Đọc được hết rồi mà cái này. Chứ đọc được hết à? Ông trước trước là học nếu mà ông là học đến lớp mấy? Lớp 2 rồi. Lớp 2 rồi à? Lớp 2 nhưng mà ông còn đi theo là bộ đội là làm đường như này không? À. 5 năm rồi. À. 86 đến 91. À, thế là ông là mới biết đọc đúng không? Ông biết viết không? Biết không biết được một tí. À. Thế là ông không phải điểm chỉ nhờ? Ông đi đâu còn trước đi làm A trưởng, A phó. Đi lấy lính tiền lương để phát cho 11 người. À. Thế ông bây giờ ông có lương hưu không? Không có rồi. Không có rồi á? Giảm biên chế về nhà. À, giảm biên chế là cắt bớt người đúng không? Vâng. Về đến hiện được 400. À. Nhưng mà từ thời xưa 400 thì chắc là cũng to đấy chú nhỉ? Ừ. Đấy công việc à? Không, thời xưa bây giờ nó thành 8 triệu rồi. 400 thành 8 triệu à? Ngày xưa mẹ có mua mình bán một con trâu, bây giờ một con trâu mình bán trước mới có 800-900 triệu 2 là một con to nhá. Bây giờ mình bán là nó rơi vào tầm khoảng 25-26 triệu rồi. Vâng. Chú là chị ăn phở với bắt 200 bế. Còn ăn đi. Đợt đấy còn dùng cái tiền ngày xưa, cái tiền là đổi đó tiền. Vâng. 85 đổi tiền đi, 86 đi rồi. Mới đi mang đi 2.000 dưới tiền. Đấy thưa bác, cái công việc hôm nay thì vẫn chưa thể mà đi xuống nhà hai ông cháu để mà xây thêm những viên gạch cả. Gạch thì hiện tại là dưới kia là đã hết rồi cô bác, cho nên là tiếp tục là lấy thêm bổ sung là 1.500 viên. 1.500 viên này thì có thể là đủ để thu hồi cái phần ba cái mái hồi kia anh nhỉ? Vâng. Chú nhỉ? Mái hồi với là làm cái bể phốt. Bể phốt nữa. Vâng. Vì nó
có một con màu gáy ở dưới này thì màu gáy đằng nào mình thu hồi vâng. Lấy màu gáy nhiều nó vâng dưới ở dưới rồi còn hai đầu thì nó lấy màu gáy hết vâng. Thì hôm nay thì cũng thay mặt là hai ông cháu là cảm ơn anh với lại là anh Phòng đấy, đáng lẽ ra công việc hôm nay thì là không phải là công việc của chú với lại là anh Phòng đâu đấy, nhưng mà ở đây thì các anh là cũng cháu cũng nói đi nói lại một chút đấy, đấy các chú là rất là sốt sắng trong về cái công việc mà làm nhà như thế này đấy, mong rằng là sau này mà khi mà cháu được đi chia sẻ thêm những hoàn cảnh nào nữa thì sẽ nhận được sự hỗ trợ của các bác đấy, để mà không phải là làm nhà đâu, là chỉ cần những công trình phụ thôi thì lại sẽ tiếp tục là cùng mấy anh em đồng hành cùng trên những cái chặng đường mà đi làm thiện nguyện như này. Các bác ở trên kênh thì Mạnh Thường Quân thì các bác là giúp về cái phần vật chất là nhiều, còn là như anh em chúng cháu thì chỉ có gọi là giúp sức được thôi các bác. Đấy, công lao lớn nhất thì là đều nằm ở các bác là Mạnh Thường Quân. Đấy, còn là cái video này cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác. Hiện tại thì bây giờ lại trời mưa, lại tiếp tục mưa rồi. Đấy, không thể mà ghi hình thêm được nữa. Thì hẹn gặp lại quý ông bà của chú chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào các em các chị nhá. Chào chào các bác với cô chú anh chị ạ. Chào tạm biệt các bạn.